Hello. Hello anh em, hôm nay Minh Hay xin giới thiệu với anh em trang web shop thẻ 365.com, nơi anh em có thể mua thẻ điện thoại hay là thẻ Garena được chiết khấu lên đến 7% và an toàn, uy tín. Link chi tiết mình để phần mô tả anh em nhé. Rutgulit, Raikat, cốt có rồi, tiếp tục là cốt dành cho tất cả mọi người. Cơ hội, Ronaldinho! Tả sút, ra cánh, De Bruyne, nhả lại Raikat, nope. Sút ngay, không vào! Thanh Tòng đã thua ở trong game đấu trước San Junior. Và bây giờ thì Maestro sẽ là người thực hiện quả đá đầu tiên, đó chính là Eusebio đối đầu với Thibaut Courtois. Eusebio, nope. Không vào. Lợi thế dành cho Minh Anh. Một con át chủ bài bắt pen rất hay. Wayne Rooney tuyệt vời, bóng còn chạm cột để vào lưới. Giờ sẽ là Samuel Eto'o. Eto'o đá góc nào đây? Đã đoán đúng ngược, nhưng Minh Anh cùng với Thibaut Courtois không thể thành công. Lần này lên được David Beckham, cũng là lực khá căng. Beckham ở giữa. Và nhảy hơi chậm đến từ Amy Martinez. Giờ là Alessandro Del Piero. Cũng là một lực rất căng của Del Piero. Vẫn là góc sút đó. Đá đúng góc chết ạ. Phút Gullit, LN cộng 7. Tuyệt vời. Lừa được thủ môn rồi. Zidane đá rất nhẹ. Zidane, đó là sự hiệu quả. Còn đây là Ian Wright, cũng là lực khá căng. Ian Wright tiếp tục là ở giữa. Đây là một pha bóng cực kỳ căng thẳng dành cho Maestro, bắt buộc phải vào và sau đó thì bắt buộc phải chụp được bóng ở cú đá cuối cùng của Minh Ngày. Người đang đứng trước bóng đó là Johan Cruyff. Đá sệt rồi. Nope. Không vào. Như vậy là chiến thắng dành cho Minh Ace và tỷ số là 2-1 dành cho 7TV. Và Abate là người đã giành lại bóng rất dễ dàng. Chúng ta nhìn thấy Minh Ace cũng đã có những tình huống đỡ bóng một rất hay và FB và 1-0 dành cho Minh Ace. Và tình huống này tại sao nó lại dễ như thế nhỉ? Hàng phòng ngự của bên phía Zidane, họ đã ở đâu? Hungary mất bóng sau tình huống đẩy bước 1 và sau đó thì Minh Ngây quá thoải mái. Minh Ngây cũng có một tình huống đỡ bước 1 bởi Andriy Shevchenko. Manini cũng có một tốc độ rất cao. Và trong tình huống vừa rồi thì vâng, có penalty rất bất ngờ. Và bây giờ sẽ là Andriy Shevchenko. Rất chính xác, tỷ số là 2-1 cho bên phía của Minh Ngây. Và như đang diễn ra như chúng tôi đã nói, rất thuận lợi cho bên phía của 7TV. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc đọ sức này khi mà trái bóng đang nằm trong chân của Minh Ngây. Shevchenko rất nhanh. Đây rồi, tuyệt vời, 3-1 dành cho Minh Ngây. Một lần nữa thì chúng ta nhìn thấy những thành viên bên phía của 7TV đã liên tục có được những bàn thắng. Rooney phản công dành cho Minh Ngây. Vâng, tốc độ của Rooney quá cao. Đường chuyền vào và 4-1 dành cho Minh Ngây. Team color của Barcelona bị Ronaldinho liên tục gây sầu. Và sẽ có 3 phút đá bù giờ. Một trận đấu phải nói là rất đen đủi của Zidane. Đây rồi, đây rồi. Sự may mắn cuối cùng cũng đã tới với một quả đá penalty dành cho Zidane. Lionel Messi, vâng, tôi đã nói mà trong một ngày mà bạn đen đủi thì bạn làm việc gì cũng không đúng. Và đó chính là Zidane của ngày hôm nay. 4-1 dành cho bên phía của Minh Ngây. Vừa rồi cũng là một pha bóng lập bập
giữa Rudy và Seva. Nó khiến cho Minh Ngây không thể triển khai bóng nhanh hơn. Dinho đường chuyền vào, rút Gullit đẩy bước một với Rooney. Pha đẩy bước một này đưa bóng đi hơi xa so với tầm kiểm soát của tiền đạo này. Nedved. Bóng về lại với Phan Long. Một trận đấu căng thẳng, vì vậy cả hai đều đang chơi khá thận trọng ở giai đoạn nhập cuộc. Eto'o! Một cú dứt điểm vào bài của tiền đạo người Cameroon. Nhưng sẽ tay dài cùng với sự điều chỉnh kịp thời từ Minay đã giúp cho Thibaut Courtois có thể hóa giải được cú đá này. Courtois phải rướn người hết cỡ mới có thể chặn được cú dứt điểm của Eto'o. Vâng, pha bóng vừa rồi là pha bóng tư thế đẹp và Phan Lộc cũng rất nhanh tay. Tuy nhiên thì cảm giác lực là chưa tốt. Kéo thêm khoảng nửa cây nữa thì đó mới là một tình huống thực sự nguy hiểm. Vâng, và đây vẫn là những cái khuôn nhạc khá trầm trước khi chúng ta đến với những đoạn cao trào. Và những nốt bổng hơn sẽ đến vào khoảng thời gian bóng cuối này. Vẫn đang là Minay, Zambrota. Đây là Ronaldinho. Ngày hôm nay thì Ronaldinho đã chính ngay từ đầu ở phía hành lang phải, hành lang trái phải là Leao, Shevchenko, Rooney không được, không dứt điểm mà đưa về tuyến hai cho Rijkaard. Shevchenko vẫn còn, Rooney vẫn đang là Minay không được. Tình huống bóng cuối cũng đã trôi qua với Minay và anh đã tận dụng không thành công. Một tình huống mà Minay cũng đã rất cầu toàn trong pha dứt điểm của mình. Hai cú sút trong hiệp một, trong khi đó thì Phan Lộc mới chỉ có một cú đá đi trúng đích đến từ Samuel Eto'o. Beckham. Nhiều khoảng trống dành cho Beckham, nhưng góc không đẹp để Beckham có thể dứt điểm. Và đây sẽ là một cơ hội dành cho Phan Lộc. Vị trí phạm lỗi khá nguy hiểm. Người đã phạm lỗi là Rijkaard. Khoảng cách là 26m. Phải chờ xem phương án đến từ Phan Lộc là Beckham. Một tình huống có lẽ là xử lý hụt tay của Beckham. Lần trước ngắm hơi lệch một chút. Cũng vẫn là một tình huống ZD thôi. Nhưng pha bóng này là pha bóng mà Phan Lộc bấm ZD khi bóng đang còn rất gần chân của Beckham. Khoảng cách là không đủ để Beckham tạo ra một tư thế đẹp. Hơi vội một chút đối với Phan Lộc. Trong khi vừa rồi Ronaldo, anh ta lại không thực hiện một pha đẩy bước một. Và thay vào đó là một pha đỡ bóng rồi xoay lưng. Nhưng Ronaldo mùa RTN thì cũng là một Ronaldo không được đánh giá quá cao. Đường chuyền hay, Beckham! Đường chuyền vào dành cho Rooney, Hiltunen dứt điểm. Rooney lại dứt điểm quá vội vàng, bóng đi cận chân và không đủ lực, nhưng vẫn còn cho Rooney. Phan Lộc đã tự chuyền hỏng cho pha bóng này. Leo! Vinh ơi có bàn, sai lầm đến từ Phan Lộc. Một tình huống mà Phan Lộc tưởng chừng đã giải được vây rồi, nhưng anh ta lại chuyền bóng cho Minh ơi và trả giá thôi. Lúc này thì bên này sẽ đang nhận những chỉ dấu từ đội trưởng Lee Harry. Giờ là lúc mà bên này cần phải giữ được sự bình tĩnh để bảo toàn cách biệt này. Còn một lần nữa khả năng tấn công của Phan Lộc sẽ được kiểm chứng trong khoảng thời gian còn lại, khi mà anh sẽ phải chơi Onin trong một trận cầu hết sức quan trọng. Bên này vẫn đang cho thấy được một phong độ cực kỳ ổn định tại vòng knockout này. Nedved phối hợp cùng Ronaldo đang đi tìm những khoảng trống. Không còn thời gian để Phan Lộc có thể chờ bóng cuối nữa rồi. Nhưng Phan Lộc đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự rất chắc chắn của Minay. Giờ thì Minay sẽ cầm bóng để chờ đợi khoảng thời gian tiếng còi mãn cuộc. Những cái tên sẽ tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự của Minay. Nhưng vừa rồi là tình huống đỡ bóng rất thất vọng của Karim Benzema. Bóng được phá lên và hết giờ. Chiến thắng dành cho Minay.